rồi anh em nhá. Em lên hình cho anh em mà em Hồng Hy Vọng này các bác này. Đấy, em này mã số là 180 nha các bác nhá. Đấy, giao lưu với anh em 180 này là 1.600.000 nha các bác nhá. Đấy, chim mộc trống đã hot đã ra giọng này các bác này. Đấy, bảo hành cho anh em mà đã ra giọng nha các bác nhá. Đấy, chim trống 100% bảo hành cho anh em chọn đời luôn. Đấy, này, anh em về không bao giờ là sợ máy bởi vì là chim đã hot ở trong học rồi em mới quay nha các bác nhá. Chứ không phải là con nào cũng lên hình cho anh em mà bảo là trống đâu. Đấy, chim nó phải hot, nó phải ra giọng rồi. Đấy, về nhà em chăm lại một thời gian. Đấy, nó ra giọng rồi em nhìn thì nó ra giọng và thì em mới để riêng ra học rồi lên hình cho các bác nhá. Đấy, em này là mã số 180 và giao lưu với anh em 1.600.000 này các bác này. Đấy, chân tay bóng bộ đẹp nha các bác nhá. Đấy, em là 1.600.000, đuôi lá vả nha các bác nhá. Đầu mặt họa nét. Anh em kết em này có thể alo cho em. Và số điện thoại 0978767689 nha các bác nhá. Đấy, chỉ 1.600.000 nha các bác nhá. Đấy, anh em về tách riêng ra lồng anh em chăm. Đấy, anh em chăm lại thời gian thì chim nó quen lồng quen chủ nó sẽ hot nha các bác nha. Đây ở trong học mái xùy nó ra giọng rồi mà, nên là về anh em thì chăm lại một thời gian thôi thì nó sẽ chơi rất là tốt các bác nhá. Đấy, chim mọc nhưng mà nhảy rất là khôn, không đâm mặt. Đấy, không sứt mặt sứt mũi đâu nha các bác nha. Đây, tiếp đến là lên hình cho anh em họ Mi 181 nha các bác nhá. Đấy, em này thì đầu mặt cực đẹp, chim cao cầu nha các bác nhá. Đấy, chim cao cầu và chim em này thì rất là mau mỏ trong học luôn. Đấy, chim thì do vận chuyển học nhỏ là bị tụt đuôi nha các bác nhá. Thì về anh em chăm lại khoảng tháng đến một tháng rưỡi thì em nó sẽ mọc đuôi đầy đủ nha các bác nhá. Không ảnh hưởng gì đến chim hết nha các bác nhá. Đấy, chim không hề tật lỗi gì hết. Đấy, giao lưu với anh em là 1.300.000 nha các bác nhá. Đấy, anh em nào xem kết alo em. Đấy, anh em chỉ chăm lại khoảng tháng đến tháng rưỡi là mọc nó sẽ mọc đuôi đầy đủ và em này thì chim mau mỏ luôn anh em nhá. Đấy, mau mỏ mái xùy nó ra giọng rất nhiều trong học luôn các bác nhá. Đấy, và bóng bộ em này cũng rất đẹp. Đấy, em này các bác về chăm lại nó mọc được thêm một bộ đuôi nữa là nhìn con chim nó cân đối đẹp cực kỳ luôn nha các bác nhá. Em này nói chung là em này giá cả thì hợp lý và con chim nó tố chất đấy, mau mỏ nên anh em nào kết thì alo cho em nha các bác nhá. Đấy, chim rất đẹp, anh em có thể nhìn thấy bóng bộ đẹp tuyệt vời luôn. Đấy, đuôi thì nó cũng không ảnh hưởng gì đến chim đâu bởi vì là nó là bên ngoài thôi mà, nó không ảnh hưởng gì đến tố chất, không ảnh hưởng gì đến giọng hót của con chim cả. Đấy, về anh em chỉ chăm lại một thời gian ngắn thôi thì nó sẽ mọc đuôi lại đầy đủ cho các bác. Đấy, em này là em mã số 181 nha các bác nha. Giao lưu anh em 1.300.000 em 181 này các bác nhá. Anh em nào kết thì alo cho em ạ. Chim cao cầu đẹp. Đấy, em này thì chăm lại một thời gian thì chơi ác luôn các bác nhá. Đấy, có lại đuôi thì là anh em chăm lại mọc đủ đuôi thì là con chim nó cũng vừa đến lúc con chim nó quen nhà quen chủ nó chơi ác. Đấy thì là anh em chơi nha các bác nhá. Anh em nào kết em này thì alo cho em ạ. Cảm ơn anh em. Đấy nha các bác nhá, lên cho anh em này này. Mã số là 182 nha các bác nhá. Em này chim chim chuyền, chim bánh tẻ mổ tay nha các bác nhá. Đấy, em này thì rất là lành chim, anh em chơi được với người luôn. Đấy, các bác này mổ tay này. Đấy, cho tay vào mổ luôn nhá. Đấy, anh em thấy không? Đấy, nếu anh em nào thích nhá, thích hàng này nhá, anh em kết thì alo cho em. Đấy, chim rất đẹp luôn. Đấy, bánh tẻ là chim hot rồi nhá anh em nhá. Đấy, anh em chim hot trong học rồi. Đấy, anh em nhìn này. Đấy, bánh tẻ mổ tay mầm luôn. Đấy, các bác thấy không? Nếu về anh em thích thì có thể chơi làm chim khách nha các bác nhá. Đấy, em này mã số là 182 nha các bác nhá. Đấy, giao lưu với anh em này là 1.500.000 nha các bác ơi. Đấy, anh em kết thì alo em, chim bánh tẻ chơi được với người luôn. Đấy, anh em có thời gian anh em gần gũi nó nha các bác nhá. Đấy, chơi cực kỳ thuần anh em, nếu mà chăm quen thì có thể thả luôn các bác nhá. Đấy, và chim bánh tẻ này thì nó hot, nếu mà anh em chăm căng thì hot cũng không kém gì mà chim giá rừng nữa các bác nhá. Nó cũng hot cực kỳ tốt luôn. Đấy, anh em mà có thời gian gần gũi nó nhiều thì mỗi lần lại nó nhìn thấy người cái là nó hot các bác nhá. Chim khách mà. Đấy, cũng khá là hay. Đấy, anh em nào thích mà đam mê dòng này thì alo cho em. Em này mã số 182 nha các bác nhá. Đấy, chim mổ tay rất ác luôn, anh em cho tay vào này, lao ra mổ luôn. Đấy. Thay các bác nhá. Đấy, 182 nhá, giao lưu với anh em 1.500.000. Đấy, qua kết alo nha các bác nhá. Đấy, anh em nhá, lại tiếp tục lên hình cho các một em họ Mi là cộng đuôi này các bác nhá. Đấy, em này thì là mã số là 182 à 183 nhá các bác nhá. Đấy, em cộng đuôi này mã số 183 này.
Đấy, chim em này thì già rừng chân khô nhé các bác nhé. Đấy, giao lưu với anh em, em này là 1.300.000. Đấy, chim già rừng và em này thì ra giọng cực kỳ hay và cực kỳ trong trẻo luôn nhé các bác nhé. Đấy, anh em mà kết thì alo cho em. Đấy, về anh em chăm lại một đuôi, giá cả cực kỳ hợp lý về cho anh em chăm nhá, chỉ 1.300.000 thôi. Đấy, giá như con máy luôn nhé các bác nhé, về cho anh em chăm. Đấy, chim đảm bảo cho anh em là bảo hành chống 100% nhé các bác nhé. Chim đã ra giọng rồi, hot giọng hay trong trẻo luôn. Đấy, chim già rừng các bác, nhiều giọng hay luyến láy luôn nha các bác nhé. Đấy, về anh em chăm chơi nghe hot này. Đấy, khoảng một thời gian ngắn nữa thôi, khoảng tháng đến tháng rưỡi thôi thì nó sẽ mọc đầy đủ đuôi ra cho anh em nhé. Em này là mã số 183 này các bác này, giao lưu với anh em 1.300.000 nhé. Đấy, anh em kết thì có thể alo cho em. Đấy, em này mã số là 184 nha các bác nhé. Em này trường chim đẹp cực kỳ luôn nha các bác nhé. Em này màu ngỏ. Đấy, chim chuyển mái xùy là hot nha các bác nhá. Anh em tắt riêng ra lồng, nếu mà anh em có mái nữa thì sẽ chim sẽ rất là nhanh lên. Đấy, còn nếu mà anh em không có mái thì anh em cứ nhẹ nhàng, anh em mở hé và chữ A. Đấy, anh em chọn một chỗ nào tĩnh, anh em treo ra, anh em xùy mái, kiểu gì con chim cũng hot nha các bác nhá. Bởi vì là con này thì xùy mái và hot rất hay trong học luôn. Đấy, rất là màu mỏ, chim trống ở ngoài hot nhá, nó cũng hot lại mà chim mái xùy nó cũng xùy. Đấy, em này mã số là 184 nha các bác nhé, giao lưu với anh em 1.650.000. Đấy, em họ Mi, mình dài trường chim đuôi dài nha các bác nhé. Đấy, màu mỏ hot tốt trong học rồi. Đấy, về anh em tách riêng ra lầu anh em chăm, nếu có mái anh em vượt sẽ cực kỳ nhanh. Em này đẹp các bác nhé, đẹp xuất sắc luôn. Đấy, anh em này đẹp nhất lô đấy nha các bác nhé. Em này mã số là 184, giao lưu anh em 1.650.000 nhé. Các bác xem kết thì alo cho em. Đấy, chim tại Tuyên Quang và ship toàn quốc cho các bác nhé. Chim móng mèo móng ngắn nhé các bác nhé. Đấy, đẹp, em này đẹp tuyệt vời luôn. Cao cầu trường chim, đuôi dài ngoằng luôn các bác nhé. Đấy, anh em xem kết thì alo cho em. Đấy, về chơi nghe hot nha các bác nhé. Đấy, em này em cuối cùng trong cái clip em lên nha các bác nhé. Đấy, em này mã số 185 nha các bác nhé. Chim đẹp cực kỳ luôn, cao cầu nha các bác nhé. Đấy, em này thì có cái móng sau nó hơi sưng một chút, anh em có thể anh em nhìn rõ nhé. Đấy, ở cái móng sau kìa, nó hơi sưng lên một chút do em cho ra lồng tắm ấy. Đấy, nó nhảy nhiều, nó bị kẹp vào cái cửa lồng tắm. Đấy, nó hơi sưng một chút, anh em chăm vài ngày thôi, nó như kiểu mình bị sưng tay sưng chân ấy, một vài ngày thôi thì nó sẽ xuống nha các bác nhé. Đấy, giao lưu với anh em 1.400.000 em này các bác nhé. Chim thì cao cầu đẹp. Đấy, hot không ảnh hưởng đến chim cả các bác nhé. Em này đuôi bản đuôi to luôn. Đấy, cái móng sau nó hơi sưng một chút thôi, về anh em chăm lại một thời gian. Đấy, anh em nhẹ nhàng với chim rồi để cho chim nó bớt nhảy nha các bác nhé, thì nó sẽ xuống, nó sẽ khỏi sưng rồi. Nó như anh em mình bị sưng đau nha các bác nhé. Đấy, thời gian ngắn thì sẽ hết, nó là phần mềm thôi, nó không ảnh hưởng gì đến móng miếc cả. Móng miếc vẫn còn nguyên nha các bác nhé, móng miếc vẫn còn nguyên, còn đầy đủ luôn. Đấy, chim thì mái xùy thì vẫn hot nha các bác nhé, mặt đẹp. Đấy, nó đau một tí cái móng sau thôi, nó không ảnh hưởng đến chim cả, gọi là thẩm mỹ thôi. Nên anh em chăm lại thời gian nó sẽ xuống nha các bác nhé. 1.400.000 trên mã số 185 nha các bác nhé. Đấy, anh em kết alo em ạ.